học kinh và làm được một phần nhỏ của sư minh tuệ là chúng ta đã ngăn được nạn hỏa nạn thủy từ bên trong. Thế giới chuyển vận, vận chính là nạn hỏa, năm tỵ ngọ mùi cực hỏa, năm thìn là nạn thủy, biến động khó tránh. Nạn hỏa không chỉ là lửa, còn là lòng sân giận, thị phi khẩu thiệt. Trong kinh nói, thời mạt pháp là đấu tranh kiên cố, tức đấu tranh đến cùng, đấu tranh cạnh tranh sẽ dẫn đến chiến tranh. Nạn thủy không chỉ là ngập lụt, nạn thủy còn là lòng tham vô độ của con người. Tham tài, tham danh, tham ái là cái tham cũ. Ngày nay người ta còn tham đấu tranh, tham thị phi nhân ngã. Khi tham không được sẽ sân giận. Chúng ta khó lòng tránh được nạn hỏa, nạn thủy từ bên ngoài. Sẽ còn những nạn hỏa ở hướng Nam và nạn thủy ở hướng Bắc trong thành phố của chúng ta. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đề phòng nạn hỏa, nạn thủy từ bên trong thông qua sự tu dưỡng, thông qua kinh Phật. Thời mạt pháp không mạt. Vài vị sư có suy nhưng pháp không suy. Người đủ lòng từ bi sẽ không thấy lỗi thế gian. Người khác có bất thiện như thế nào là họ tạo nghiệp. Nếu ta lấy sự bất thiện ấy chất chứa trong tâm, thật có lỗi với tâm của mình. Chúng ta muốn định chánh tà, trong kinh có dạy dùng tứ pháp ấn, tam pháp ấn, đơn giản hơn dùng kinh thập thiện. Mười thiện thông qua ba nghiệp thân khẩu ý. Kinh là pháp, minh chứng vô cùng vi tế thời nay là sư minh tuệ. Hạnh tu của sư là thân pháp, những ngôn văn rất khiêm cung của sư là khẩu pháp, đôi mắt sáng hiền hòa của sư là ý pháp. Vận mệnh chúng ta sẽ thay đổi theo mỗi chu kỳ 5 năm. Mỗi 5 năm vận khí chuyển biến từ công việc đến những mối quan hệ. Những gì bạn có được hôm nay được tích lũy từ 5-10 năm trước, không phải từ hôm qua. Muốn vận khí tốt hơn, gặp được thêm nhiều thiện tri thức, chúng ta phải thay đổi từ hôm nay, mai ra 5-10 năm sau mới có quả. Trồng nhiều thu nhiều, trồng ít thu ít là lẽ tự nhiên. Năm thìn, năm tỵ là hai năm biến hóa, biến động. Những sự thay đổi của thế giới hay quốc gia không ngừng diễn ra, không ngừng biến chuyển. Những ai có tính thích nghi cao là người dễ vượt qua và cơ hội cho họ. Trong mệnh lý có tứ mật mã, dần, thân, tỵ, hợi. Người có bốn mật mã này thường biến hóa thích nghi tốt. Nhóm thứ hai, người có tứ mật mã Tý, Ngọ, Mão, Dậu, có tính bảo thủ cao, người đáng tin nhưng khó thay đổi. Và cuối cùng, nhóm có tứ mật mã Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là nhóm khá đặc biệt, biết điều phục và có lòng ban phát. Ba năm tỵ ngọ mùi sẽ phát với những người sinh mùa thu đông, nhất là nhóm người có bốn mật mã Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Sự biến động của xã hội, người biết thích nghi tốt là người dễ đạt được thành tựu. Ví như cây cối luôn thích nghi với môi trường, với hoàn cảnh. Ngược lại, người luôn đối nghịch với xã hội, đối nghịch với hoàn cảnh là người tự làm khó mình vì không thuận theo tự nhiên. Trong đời sống gia đình và công việc cũng như thế, người biết mở lòng cảm thông với người, với việc là người trí, tự mình sản sinh từ trường lành cho những nơi mình sinh sống và làm việc, đó chính là phong thủy tốt. Vì vậy có câu, tâm không an, phong thủy vô ích. Vận hạn một người có thể thấy rõ qua sinh thần bát tự, thấy được phước tiền bạc, tình cảm, quý nhân, tài năng như thế nào. Tuy nhiên sau 25 tuổi đến giai đoạn trung niên, mọi phước duyên đều có thể thay đổi, khác với bát tự gốc. Giả dụ khi còn nhỏ có được phước gia đình, được cha mẹ cho học trường tốt, được cha mẹ giáo dưỡng thiện lành. Đây cũng được xem là phước tích lũy từ đời trước. Đời này được cộng nghiệp trong gia đạo được thiện lành. Sau 25 tuổi vào giai đoạn trung vận, chính bản thân mỗi người phải dùng phước xưa kia và tạo thêm phước mới. Đến giai đoạn sau 45 tuổi sẽ hưởng phước mình đã tạo ở giai đoạn trước. Vì thế, một lá số của người sau 30 tuổi có thể không còn hoàn toàn chính xác nữa. Phong thủy, bát tự, tử vi là những phương trình luận mệnh, không huyền bí, không có công năng thần thánh. Người tinh thông lý số có thể luận đoán được vận mệnh chính xác cho người, cho mình. Tuy nhiên không thể thay đổi nhiều vì chúng ta chịu sự chi phối của âm dương và nhân quả.
muốn thay đổi khác nhiều với vòng vận mệnh gốc. Con đường duy nhất là hành thiện. Tích tiểu thiện lâu ngày thành đại thiện. Tích đủ đại thiện thì vận mệnh sẽ thay đổi. Ví như một người vừa đi làm để dành tiền, vừa trau dồi tri thức. Sau 10 năm số tiền dành dụm sẽ nhiều và hiểu rộng biết nhiều. Cải Toàn không khuyên người học phong thủy, luôn khuyên người học Phật, xem Phật là giáo học. Vì đã xem qua hàng ngàn mệnh lý, thấy rõ những người có vận khí hưng vượng là do họ đã tích đại thiện. Ngược lại không tích thiện lại tích ác, phước trong mệnh giảm mà không hay. Một khi phước hết thì nghiệp sẽ đến. Mỗi người chúng ta là biệt nghiệp, có vận mệnh riêng, nhưng sẽ ảnh hưởng nhiều bởi vận khí thế giới và quốc gia. Chúng ta bị phong thủy hoàn cảnh chi phối nên khó lòng thoát ra, trừ khi đủ công phu tu học. Phong thủy hoàn cảnh là kinh tế xã hội, là môi trường, là những người ta gặp hàng ngày. Người tích đủ điều lành, nơi ở và nơi làm việc sẽ gặp những người lành cùng từ trường. Khi gặp hoàn cảnh không tốt, họ biết chuyển tâm, chấp nhận để thích nghi. Phong thủy đơn giản là từ trường hài hòa, sạch sẽ, ánh sáng đủ, không mùi hôi khó chịu. Phong thủy nâng thêm một bước nữa là tâm tánh hành vi, thân ngữ ý thiện sẽ gặp người thiện. Vì cổ nhân có câu, vật chia theo loài, người phân theo nhóm. Ngày ngày bạn nghĩ tưởng gì, giao tiếp với ai là do tâm bạn tưởng sanh trong nhiều năm qua. Người đủ công phu tu học, điều phục được thân ngữ ý, điều phục được ngũ ấm ma, là người thoát khỏi biến động của thế giới và quốc gia. Giả dụ một người tu hành đạt đến nhất tâm bất loạn, phục được ngũ ấm ma và phiền não ma, thì khi ấy có ăn gì cũng được, nắng mưa cũng được, khen chê cũng được, đẹp hay xấu đều như nhau. Vì cảnh giới của họ là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Phải chăng chẳng còn ảnh hưởng bởi ngoại cảnh? Phàm phu chúng ta lại khác, sẽ ảnh hưởng bởi vận hạn của mình. Cái gọi là thái tuế tam tai là có thật, đó là quả nhận lại của những năm hạn từ trước kia mình đã gây ra. Chúng ta chịu ảnh hưởng lớn bởi phong thủy môi trường, từ nắng mưa nóng lạnh, lời khen lời chê, ngon dở xấu đẹp, thứ làm ta mê, thứ làm ta giận. Tự bên trong mình tạo ra phong thủy kém, môi trường bên ngoài chỉ là phụ. Nói thật với chư vị, bản thân em đã xem rất nhiều, nhưng luôn khuyên người học Phật, đó là con đường an lạc viên mãn, thay đổi vận mệnh hoàn hảo. Tự tạo vận khí tốt cho chính mình không gì bằng tích tiểu thiện. Tích tiểu thiện lâu ngày sẽ thành đại thiện. Bạn chưa tích thiện vì bạn còn hoài nghi về nhân quả. Bạn muốn làm thiện nhưng mãi chưa làm được là do nghiệp chướng, ma chướng, oán chướng ngăn che. Hãy bắt đầu bằng sám hối, khấn nguyện và nghe giảng kinh. Cải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem. Chúc cả nhà tâm thân an lạc.